quá đẹp. Vậy đó giờ mày ở đây mày ăn tôm hoài rồi giờ, bây giờ mày tối nay không ăn nữa nha. Thôi trời. Thôi ăn hoài cha rồi chạy cho mày ăn hoài. Có đâu, ít lắm. Thôi ha. Cái thằng con vậy này để qua cho con. Trời ơi, thấy hàm không? Thấy hàm không? Thịt mớm. Thấy mày lắm. 2 3. Đó. Có gì văng lên vậy? Đã luôn. Trời ơi, mỗi bữa ăn là đặt đầy cái lú. Đó, cầm được rồi kìa. Cỡ gan dám cầm luôn trời. Có gì đâu? Chối rồi, đâu có gì đâu. Chối hả? Sao? Cầm cái gì? Rồi, con này có gạch không? Không. Ôi, con bự gì mà chưa có gạch nữa. Chưa. À, Cao Hấn xin chào quý bà con, cô bác, anh chị em. Thì hôm nay mình có dịp trải nghiệm đi Cà Mau xuống nhà một anh Sáu chơi, thì cùng với mấy đứa cháu của mình nè sẽ đi là chài tôm rồi đi dở cua biển cái đồ về để ăn. Thì sẵn đây mình quay lại, mình cũng là lần đầu tiên để mình đi bắt cua và tôm như thế này. Mời quý cô bác anh chị em theo mấy anh em mình nha, nhưng mà cùng mấy đứa cháu nè. Chào khán giả mấy con. Xin chào mọi người. Cái gì vậy? Cây trái gì vậy? Đâu? Trời trời, trái bằng nước ngọ, nước mặn ngộ hả? Má ngộ luôn. Rồi hai đứa áo đỏ nó chụp hình kìa. Đâu đâu? Trái này ăn được không con? Dạ được. Nhưng mà ăn được không? Trái bằng. Ồ mày cắn miếng hay gì rồi? Ôi ôi trái coi kìa. Chua không? Ôi ôi đẹp coi nè, đã coi nè. Trái dữ kìa. Đâu đâu cắn thử một cái coi. Trời ơi. Hơi chua. Quá trời chua. Ủa sao? Ừ, cây nhỏ xíu mà trái dữ hả? Cái nè, nguyên một đùm luôn rồi nè. Ở dưới đó một đùm luôn chứ. Ôi, một đùm luôn rồi kìa. Má quá chua quá. Đã thiệt. Cái này là giờ làm chấm muối ớt là hết sảy luôn. Ừ. Bằng nước nước mặn nó khác nước ngọt. Chấm không? Ghê kia. Ăn giỏi. Rồi thôi thôi đi đi vô chổng nha. Đi vô chổng chuẩn bị đi bắt tôm nè, nhanh lên nhanh lên. Đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra là coi bắt cua trước, đổ cua, cua biển. Đâu đâu đâu, nhiều không? Ở đây là tại tại đâu chú? Ấp 5 xã gì chú? Xã Khánh An. Xã Khánh An. Trời ơi, đổ một vớ một mà mấy con cua biển này luôn. Ô, đã rồi nè. Trời ơi. 2, 4, 6, 7 con, 7 con. Giữ thằng. Vậy là mình đi dài dài cái đó mình dở nữa ha chú. Không, còn cái nữa rồi. Còn cái nữa. Vậy đi xem coi cái nữa. Ủa cái đó là sao? Nhỏ. Nhỏ mình thả lại hả? Ừ. Ổn á. Vậy là con này chú nhỏ. Vậy là bắt rửa con nào gạch bắt. Rửa con gạch bắt. Ừ. Ồ, vậy là con này có gạch không? Chưa, chưa biết. Ủa? Có. Ủa mình gạch chứ đất gì đó. Nè, à, mình gạch mình coi vậy luôn đó hả? Ừ, có gạch nè. Ngộ ha. Mình nhìn sao dạ. Biết có gạch chú? Nó gạch kìa, chú gạch kìa, dưới kìa mình thấy nó đen đỏ kìa. Ôi nó ngộ quá. Con này cứng dữ luôn. Vậy là con nào có gạch mình bắt, con nào không gạch thì không mình gạch thả lại. Mình thả lại. Hả? Sao vậy? Chạy tôm có không? Không rồi thì chạy tiếp đi, mới con chạy mà. Ồ, buộc dây, để mình coi buộc dây coi. Chối này chối dây nhỏ. Dạ. Như này vừa, chối nó về nó chối 1 ký lên tới 200 gửi. Vậy là cái người người ta thu mua là người ta sẽ chối con dây bự hơn. Chối gấp 3 con dây này nè. Mình ăn gì nổ nè, mua gặp cua đó, ăn cua dây, ăn dây không? Hiền, không đựng lần đầu tiên con thấy phải không? Lần đầu tiên con thấy đi bắt cua gì phải không? Dạ. Đã không? Đã luôn. Trời ơi, mỗi bữa ăn là đặt đầy cái lú. Đó, cầm được rồi kìa. Cỡ gan dám cầm luôn trời. Không có gì đâu. Chối rồi, đâu có gì đâu. Tại nó vậy. Cầm nó vậy. Rồi, con này có gạch không? Không. Ôi, con bự gì mà chưa có gạch nữa. Chưa. Vậy là mình đợi gạch mình nữa bắt thì bán nó có giá trị hơn ha. Ừ, con nó bự dữ rồi trời. Con đó chú cầm là nó 700-800 gram không? Không, mình đã có 400 gram. Con đực thì không có gạch ha. Ờ, vậy là dở một vớt một được 7 con mà bỏ lại hết rồi. Rồi con đực luôn. Không y.
con đực để làm giống. Không, nó cứng rồi bắt bỏ thùng, bỏ thùng. Bỏ thùng, bỏ thùng. Bỏ lật lên, lật lên. Con này con cá. Đại vô. Ờ con này bự. Thế hả? 4-5 con kìa. Cũng được rồi. Chưa qua bển có tôm. Chút xíu qua bắt tôm sao? Đi coi chú dở dở một cái vớn nữa nè, coi dính mấy con. Vậy là cái cua này mà không có gạch thì mình nói là gọi là cua y. Cua y, mình bán theo cua y. 150 ngàn. Dạ. Trời ơi con cua bự gì mà bán con 150 à? 150 ngàn ký, 1 ký đô á. Dạ. Còn cái con gạch này nó bự nó đã. Còn còn cái vớn kia nằm ở đâu chứ? Đây đây nè. Cái bên. Ừ, đi đặt thử có đứa gà cháo dặn 2 ký mà chắc bị cua còn mềm quá mới chăn nãy vậy chăng. Là mình bỏ cá rô phi chết này vô cho cua nó bò chỗ này mồi cho nó ăn á. Dạ. Nó dụ nó vô rồi để mình qua mình dở cái thứ hai kia coi có mấy con đây. Okay. Cảnh quá đẹp luôn, cảnh đây là mấy cái vuông tôm với vuông cua. Cái này là ổ cua, còn đây là cua là mình bao cái thành này. Rồi. Còn ở ngoài đây là mình trống vậy là mình nuôi tôm. Đây, nuôi tôm. Cái này cua về hầm nhốt lại. Dạ. Này, kêu hầm này. Còn bên đó là ông anh thứ sáu của mình đó đang nhà anh sáu thì ở Cà Mau đang chạy tôm cái vuông của ảnh nuôi tôm bên đó đó. Chút mình sẽ qua bển coi ảnh chạy tôm. Hôm nay mình đi xuống Cà Mau với mấy đứa cháu để kiếm tôm và cua biển ăn. Để trải nghiệm xem bắt coi. Đây cái vớn. Ô, ôi ôi con đó nó bự kìa. Con nửa ký. Ừ. Ôi con cái nó nhỏ xíu. Rồi, cái càng nó kìa. Ăn cái là no luôn. No. Ơi con đó con đực rồi, không phải gạch son à. Rồi, 4 con này chắc được con nhỏ gạch son quá. Có cái con nhỏ mà gạch son mình cũng bắt lấy luôn không? Lấy luôn. Lấy luôn. Để nó chết. Ủa ngộ hả ta? Chết. Ơi nó bự kìa. Rồi cái con này nó bự kìa nè. Ê, nó kẹp con chết rồi. Trời chết. Trời ơi trời tào lao. Đừng có thọc nó tao chối rồi. Gầm nè, không nhả luôn đó. Kẹp cái tay nó kẹp gãy luôn á, chết luôn. Ôi ôi nó bự kìa nè. Nó mềm, chứ đó bắt được. Mềm, vậy là thả. Rồi cảm ơn chú ơi, để con qua ông anh nè. Rồi. Đi bắt tôm. Trời con gái nhỏ gái này nó ra. Trời ơi trời chứ chân thọt tay vô. Tào lao. Hách thằng á. Đi qua bển đi xuồng hả vậy? Qua bển đi xuồng, xuống xuồng đi chạy tôm. Hết ghê dịch mớm nè mọi người. Rồi chiếc xuồng đâu rồi? Rồi vĩnh chắc nha. Xuống chuồng xuồng. Xuống xuồng mà nói xuống chuồng. Xuống xuồng là không có lắc nha, để tao quay phim nha. Đây đây một hot girl nữa nè, đó. Chụp đi, chụp đi. Kìa bốn nó bay chụp đi. Đây, đây là cái thùng. Ồ tôm kìa trắng nhách luôn kìa. Ổn á. Mới chạy được chạy 4 con hả? Đây là cái chài. Hồi nhỏ mình biết chài, giờ lớn rồi quên cách chài rồi. Không biết chài sao nữa. Biết bơi không? Đứa nào biết bơi không? Không. Không ai biết bơi luôn. Quá gì sao tối. Ôi cảnh đẹp rồi kìa. Giống đi ta mỏi nước ta chài tới cho. Xuống đi. Ơi coi chừng kiến nữa nha. Thấy rồi. Rồi chưa rồi chưa. Rồi xuống. Ê, trời. Nổi cái xuồng này nhỏ xíu trời. Nó lắc. Coi chừng kiến à, kiến lửa không mà. Trời ơi, nó lắc như ghê vậy. Được không? Con thấy ghê quá. Ngồi im ngồi vĩnh cái thành. Trời ơi. Hai nhỏ này ngồi đừng vĩnh nha. Thiệt luôn chứ gì có con mũi nó chích con rồi đó. Đừng bình tĩnh đừng manh động đừng lắc. Ủa ông không lên xuồng hả? Không lọt xuồng đẩy với mình đi luôn rồi. Ôi đây là cái vuông này mấy công đất à? Rồi với đem nuôi tôm có cua không?
có cua không? Má ăn kiếm vàng cá. Hả, có cua. Cua thiên nhiên mà. Ồ, cảnh đẹp thiệt cho. Quá đã. Đẹp phải không? Để cho trai làm lên TV đi. Là mà. Mấy cây này là mấy cây cây đước phải không? Cây mắm hả? Cây mắm mà sao? Cây đước cái mắm gì? Ngồi xuống đi. Đâu chụp hình coi. Ờ sao đen, màn hình đen hay lùi rồi? Tối màu sáng. Tối. Nhà bay bay quay qua đây nhà bay. Đó, nó đi theo nó chụp hình không à. Hai đứa bay. Để coi chài à. Có cây nào đấy không? Ông đi ông động vậy rồi chạy sao dính nó nhiều trời. Quá là đã luôn. Để em đẩy. Xích giá, xích xuống. Đâu mấy đứa dọn xích lại đây để chú lại nặng này. Dạ. Đây. Vĩnh vĩnh chắc đi, vĩnh chắc đi, tao đi dạ. Bình thường, vĩnh chắc hai tay. Dạ, ghê quá. Đó. Con nhỏ gì vậy? Rồi đi lại nặng đi. Chạy chạy ơi chạy. Ôi đừng không ngồi được, ngồi dưới không ngồi chơi được. Ngồi dưới. Rồi xích lại nặng đi Nam, bò lại nặng nè. Từ từ. Con nhỏ màu vàng kìa, ghê quá hả? Nó kế bên nhờ bé hắn. Còn ít hả? Tôm còn ít hả? Tôm gà đặt hết trơn rồi. Chạy vét nhiều con đỡ nhiều con. Rồi mấy đứa xếp nặng đây, đừng nặng còn nổi á. Kìa kìa, thấy cũng nhiều kìa. Đâu? Hả? Ôi ơi, tôm trắng tinh luôn rồi nè. Cái chục con quá hết hả? Tôm này ở sau không? Ngồi đi. Đâu? Con ơi. Sao coi? Mày nồi nắng sao mày coi? Không được. Bước đi nó lắc á. Đâu rồi coi, cầm tôm coi coi. Trong không? Ờ ơi, trong gieo luôn, đã. Ồ chạy này dính cái chục con quá hả? Mày cứ đứng. Đứng lên nó ngã đó, nó nó lắc xuồng kìa. Đó. Ồ quá tuyệt. Mày không chịu đi bắt cá mà. Đi bắt cá mà tao biết mày nhảy xuống à. Thôi trời trời, mày nhảy xuống bỏ cửa luôn á. Ồ ơi, lần đầu đây đi chạy tôm nè, thấy tôm đã thiệt mọi người ơi. Ủa tôm mình mới chạy lên còn sống tươi là nó trắng nhấp vậy đó hả? Khô mới trắng, chết nó trắng rồi. Ồ. Các bác cà chìm. Đây đây, con tôm nè, quý cô bác. Đó. Chạy cái tôm vậy. Đã thiệt, nó trong gieo coi nè. Nó chết rồi nó mới trắng, nó mới đục lại hả? Vậy là còn sống là nó bắt đầu nó trắng, nó trong gieo luôn rồi, nhịn tôm đã thiệt. Để chút xíu về nhà mình nướng là mình ăn mới được. Nướng hay luộc nước dừa, luộc chiên. Ồ, một chạy thứ nhất thấy đã. Rồi bắt đầu chạy thứ hai. Đừng có lắc. Ngồi im. Không lên đầu dồn quá không được. Chạy thứ hai. Chiếc xuồng nhỏ xíu mà ngồi cái nè 5 đứa. Trời ơi coi nè. Em chết mà anh. Bi ngóc đầu anh coi. Ngồi xuống, ngồi xuống vậy, té vậy. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đã. Quá đã luôn. Mấy cây đước nặng cao cao không kìa. Mấy cây đước là có cái chùm gửi. Trời ơi. Nhiều kìa. Đó. Chạy này cũng mười mấy con à. Ôi. té chị cứ đổi hoài. Hai bên ngồi im coi chị mới đúng á. Đúng rồi đi nè, nhóc trơn nè đó. Ui, già quá đã luôn. Vô trời, cái cây của cha chốt mà sao phải cái bơi đâu nè. Bốn cái con ở đây luôn nè. Ai kêu ạ? Con chi ạ? Đừng có động xuồng. Con hồi rớt xuống dưới cái chân luôn á. Ồ cái con tôm còn sống thấy nó trắng nhắt luôn nè Hiền. Đã thiệt. Rồi rớt con. Hai chài được nhiêu rồi, mấy chục con à. Cỡ
đừng thôi. Tôm này chưa có đạt trọng lượng bán mà. Còn non mà. Xa xa có con vịt nhỏ xíu đó bơi tốt đẳng kìa hèn. Con chích. Gì không phải vịt hả? Ừ, nhỏ xíu kìa, nó lội giữa. Nó lặn ăn tôm. Nó lặn ăn tôm hả? Quá đẹp. Vậy. Đó giờ mày ở đây mày ăn tôm hoài rồi giờ, bây giờ mày tối nay không ăn nữa nha. Thôi trời. Thôi, ăn hoài cha rồi chạy cho mày ăn hoài. Có đâu, ít lắm. Thôi ha. Không. Cái thằng con vậy là để qua cho con. Trời ơi, thấy hàm không? Thịt mớm. Mày lột cái khẩu trang ra cho người ta biết mặt coi. Con đã biết mặt. Cả dữ. Cái mà. Cái con kia càng ngại nữa. Nó càng kìa kìa kìa. Nó đậu tức đặng đó. Nó lội kìa nó bay đó. Đó, thấy không? Ôi. Ôi bay mất cười. Giống con vịt trời nha. Nó cũng đâu bự quá đâu mà lặn ăn tôm hay ta. Chim. Rồi chạy thứ tư. Phải chừng 8 chài sẽ vô. Hai ba đó. Ôi, có gì văng lên vậy? Cái này nè, hồi hồi bắt ta hay cuộn lại rồi ta phóng ra một cái hình chữ nhật vậy không á vậy. Ừ. Nhìn đẹp ha. Cái hình mà chụp đúng lúc đúng đẹp nè. Nè Hiền, thấy không? Thấy mà ham. Ê dây cầm cái thùng coi con kiến lửa. Sao cái xuồng này có kiến lửa? Có chứ, tại để ở trên kia mà. Chài này chắc ít rồi. Thôi đưa đi. Thấy không rung rồi. Rồi đưa cái thùng ra, đưa cái thùng coi. Thùng bắt tôm vô. Ôi cũng nhiều chứ tao. Tính ra chài nhiều chứ. Chài nào cũng mười mấy hai chục con không chứ bộ. Cái này mới nuôi được mấy tháng rồi. Hai tháng mấy. Mua tôm con mình thả đại bỏ vậy hả? Không cho ăn vậy hả? Kỳ trời. Để nó sống gì trời. Rong riêu à. Ngộ quá, tôm sú người ta thả vuông là thả đại vậy đó quý bà con cô bác chị. Sau 4-5 tháng là bắt đầu kéo lên bán. Thường thường ta thu hoạch là ta kéo lưới hay là ta chạy nhau? Đặt lú không? Ồ, buổi chiều gió mát thiệt. Bữa nay đi xuống đây ngay ngày áp thấp nhiệt đới quá trời mưa luôn. Thôi giờ mình xin phép dừng máy đây đi, rồi chút xíu mình bắt lên thành quả được nhiêu rồi mình quay cho cô bác anh chị em xem nha. Về nhà mình sẽ luộc một nồi. Đâu đủ ăn rồi. Chài có 4 chài à, ký mấy 2 ký rồi. Ôi ôi. Thôi mấy tôi lội vô trước à. Rồi, chào quý bà con cô bác anh chị em nha. Hôm nay câu hớn trải nghiệm đi bắt coi bắt cua với chài tôm. À, tối nay có một bữa ăn no nơi rồi. Giờ mình sẽ đi vào để chạy xe về nhà của ông anh của mình. Ui, đã không vịt mớm? Lần đầu tiên thấy tôm nhiều đã không? Đã. Đó giờ mới thấy luôn. Đó giờ biết ăn tôm rồi chưa thấy bắt tôm. Rồi con nhỏ đó ở dưới đây nó đi nó bắt hoài kìa, bởi vì nó phái nó mệt nó than hoài kìa. Con nhỏ áo đỏ. Nhỏ này nè, dưới đây nó đi coi bắt hoài giết chán. Có đâu, chị hai cũng chưa đi lần nào. Chưa đi hả? Chưa. Ủa bữa nay mới đi lần đầu luôn. Với con đi hai lần. Hai lần. Ờ con nhỏ này đâu đi đâu. Dạ. Rồi cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi clip của mình nha. Bye bye.